Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình khỏe để sống vui ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến căn bệnh ung thư vú thì đây là một căn bệnh khá là phổ biến ở người phụ nữ. Làm thế nào để chúng ta có thể là phát hiện ra ung thư vú sớm đây cũng như là tầm soát tốt ung thư vú và từ đó có hướng điều trị kịp thời hiệu quả. Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, là phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để cùng chia sẻ với quý vị khán giả về câu chuyện này vâng thưa quý vị như trong đoạn clip mà chúng tôi đề cập thì rõ ràng ngày nay ung thư vú đã là một căn bệnh rất là phổ biến ở làm thế nào để chúng ta có thể là phát hiện sớm ung thư vú và từ đó chúng ta tăng cái khả năng điều trị khỏi bệnh ung thư vú đây À, chúng tôi đã mời đến trường quay của chương trình Khỏe để sống vui sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng là phó giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung bú bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Thì bác sĩ có thể là chia sẻ với quý vị khán giả được biết là nguyên nhân do đâu dẫn đến cái tình trạng ung thư vú ngày càng nhiều hơn ở nữ giới hiện nay thưa bác sĩ. Ung thư vú thì là một trong những bệnh phụ thuộc nội tiết. Tuyến vú là tuyến nội tiết lớn nhất của cơ thể. Vậy thì có rất nhiều nguyên nhân mà có thể gây ra ung thư vú. Ví dụ như là một cái rối loạn nội tiết kéo dài hoặc là những người có tiền sử gia đình mà đã mắc bệnh ung thư vú như là mẹ rồi là chị em gái hoặc là những người bệnh mà có con nhưng không cho con bú cũng là những vấn đề mà có thể nguy cơ gây ra ung thư vú. Vậy thì khi mà chúng ta nhắc đến ung thư vú thì rất là nhiều người suy nghĩ đây là một cái bệnh đặc trưng ở nữ giới. Vậy thì còn nam giới thì sao? Nam giới thì cũng là một trong những đối tượng có thể mắc ung thư vú. Tuy nhiên thì ở nam giới thì cái tỷ lệ mà mắc ung thư vú ít hơn nữ giới rất nhiều. Dạ, vậy thì trong cái trường hợp nào nam giới mới bị mắc ung thư vú? Cũng là liên quan đến vấn đề nội tiết mà chúng ta biết rằng là À, cái tuyến vú mà phát triển ở thời bào thai ấy, hoặc là đến cái, cái tuổi cái trưởng thành ấy, thì cái nội tiết là một trong những yếu tố quy định cái tuyến vú phát triển vậy thì ở nam giới thì nó phụ thuộc vào cái testosterone nên nó làm cho cái tuyến vú nó bị teo đi và cái bộ phận nội tiết của nam giới phát triển nhưng mà một lý do nào đó thì cái phần mà estrogen của nữ giới nó vẫn tồn tại ở nam giới chính vì vậy là một trong những cái căn nguyên mà có thể gây ra À, tình trạng mà rối loạn nội tiết ở nam giới gần dẫn đến ung thư vú rất nhiều những bệnh nhân nữ khi mà phát hiện ung thư vú là ở cái giai đoạn cuối rồi và lúc đó thì cũng rất là khó điều trị vậy làm thế nào chúng ta có thể là phát hiện ung thư vú ở cái giai đoạn sớm nhất đẻ thưa bác sĩ thực sự thì ở việt nam thì chúng ta vẫn có một tỷ lệ lớn mắc ung thư vú ở giai đoạn muộn đối với ung thư vú thì cũng rất dễ tầm soát cái việc sàng lọc phát hiện sớm là một trong những phương pháp để nhằm phát hiện sớm ung thư vú vậy thì một, một lời khuyên đối với tất cả những phụ nữ ở cái tuổi mà sau 40 đối với người Việt Nam còn ở nước ngoài thì là sau 35 thì chúng ta nên tầm soát để nhằm phát hiện sớm ung thư vú. Thực sự thì cái việc phát hiện ung thư vú thì cũng rất dễ. Bệnh nhân hoặc là tất cả những người phụ nữ có thể tự ham vú để nhằm phát hiện sớm ung thư vú ở trước gương hoặc là chúng ta đến bất kể một cơ cơ sở ung biếu nào đó thì chúng ta cũng đều tầm soát phát hiện sớm được ung thư vú. Được biết thì cái sự phát triển của y học hiện nay thì chúng ta cũng rất là dễ dàng trong cái việc là khám sàng lọc và tầm soát ung thư vú. Vậy thì bác sĩ có thể là chia sẻ cho rất nhiều khán giả được biết là hiện nay à, chúng ta có những cái phương pháp nào để có thể là khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú được không ạ? À, trong ung thư vú chúng ta muốn tầm soát phát hiện sớm Thứ nhất là chúng ta cần à, phải khám lâm sàng khám lâm sàng là một trong những then chốt để chúng nhằm phát hiện những bất thường trong vú. Thứ hai chúng ta có thể à, siêu âm. Hiện nay thì à, với cái kỹ thuật à, siêu âm đàn hồi thì chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện những tổn thương rất sớm, rất nhỏ ở vú. Và thứ ba là chúng ta có thể à, chụp, người ta gọi là chụp à, mammography vú hai bên. Thì chúng ta cũng có thể là phát hiện những tổn thương ở vi vôi hóa ở vú. Vậy những cái kỹ thuật đấy thì bất kể cơ sở khám chữa bệnh nào thì chúng ta cũng có thể sử dụng kỹ thuật đấy để nhằm mang lại cái tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. tiêu chuẩn chẩn đoán vàng trong phát hiện ung thư vú đó là chúng ta phải xét nghiệm mô bệnh học. Mô bệnh học là một trong những cái phương tiện giống như là một cái trong những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đó là ung thư hay không thư. Vâng, về là kỹ thuật thì chúng ta cũng đã có cái sự phát triển tiên tiến để người ta là nhanh chóng mà phát hiện và tầm soát ung thư vú rồi. Vậy thì rất là nhiều người phụ nữ họ cũng băn khoăn là trong cái độ tuổi nào là thích hợp để chúng ta bắt đầu tiến hành tầm soát ung thư vú ở để tránh cái sự quá muộn đó thưa bác sĩ. Cái khuyến cáo của Globocan à, cũng như là cái khuyến cáo của cái bộ của Bộ Y tế Việt Nam ừ. thì cũng đưa ra là chúng ta lên tầm soát ung thư vú ở độ tuổi từ 40 trở lên là chúng ta lên tầm soát ung thư vú. À, tuy nhiên thì gần đây thì cái tỷ lệ mà phát hiện ung thư vú trẻ rất là cao. Chính vì vậy mà ở những người bệnh mà có cái nguy cơ yếu tố nguy cơ ấy, thì chúng ta lên tầm soát sớm sớm hơn dự, dự kiến rất là nhiều hoặc là những người mà trong gia đình à, có yếu tố nguy cơ như là bà hoặc là mẹ chị em gái bị ung thư vú thì chúng ta cũng nên tầm soát sớm hơn. Trong nhiều năm qua thì cái tỷ lệ phát hiện ra ung thư vú muộn nó chiếm tỷ lệ cao hay không bác sĩ? À, thực sự thì mấy năm gần đây thì chúng ta thấy rằng nhờ những cái phương tiện truyền thông à, cũng như là cái sự hiểu biết của người dân ngày càng được nâng cao thì cái tỷ lệ mà tầm soát phát hiện sớm ung thư vú à, cũng đã được triển khai ở tất cả các cơ sở. Vì vậy mà cái tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ung thư vú muộn giảm đi rõ rệt. Nhưng đối với ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà phát hiện ung thư vú muộn cũng chiếm khoảng độ 40 đến 50%. Trước kia thì khoảng 70%. Đó ràng là khi mà phát hiện ra ung thư thì rất là nhiều người có một cái tâm lý quan mang lo sợ. Bị ung thư vú cũng không phải là ngoại lệ đúng không bác sĩ? Và một cái câu hỏi được đặt ra rất là nhiều là khi đã phát hiện ra ung thư vú rồi thì không biết là có thể xử lý được triệt để hay là không và đấy cũng là một trong những cái băn khoăn của tất cả À, những người bệnh à, họ đều có một câu hỏi chung là liệu tôi có điều trị khỏi được không? Ừ. Thực sự thì trong rất nhiều những trường hợp ung thư vú mà chúng ta phát hiện sớm thì hầu như chúng ta chữa khỏi mà chúng ta chữa khỏi hoàn toàn ung thư vú nếu như phát hiện sớm. Một số trường hợp thì phát hiện muộn hơn thì chúng ta cũng có rất nhiều cái phương tiện cũng phương pháp để chúng ta can thiệp và cũng kéo dài cái thời gian sống còn một cách đáng kể. Hiện nay thì có rất nhiều cái phương pháp để can thiệp trong điều trị ung thư vú và với y học Việt Nam hiện nay cũng như là y học thế giới thì chúng ta hoàn toàn không thua kém và chúng ta đối với các bệnh ung thư thì chúng ta cập nhật thường xuyên và bệnh nhân cũng có cái cơ hội để tiếp cận tất cả các kỹ thuật cũng như là thuốc và các phương pháp trong điều trị ung thư vú. Một cái thông tin rất là vui đối với những người không may mắc ung thư vú đúng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái phương pháp để điều trị ung thư vú hiện nay mà các bác sĩ áp dụng cho các bệnh nhân của chúng ta hay không? Trong điều trị ung thư vú thì chúng ta cần phải cá thể hóa từ người bệnh À, không người bệnh nào giống nhau cả. Chính vì vậy mà cái việc điều trị thì phụ thuộc từng bệnh nhân. Nếu như ở giai đoạn sớm, chúng ta có thể phẫu thuật bảo tồn, tức là chúng ta chỉ cắt một phần tuyến vú và vẫn giữ giữ lại cái tuyến vú còn lại cho người bệnh. À, sau đó thì chúng ta có thể tái tạo lại à, cái tuyến vú mà bị khiếm khuyết đó để tạo thành một cái cơ thể nó hoàn chỉnh. Đối với những trường hợp mà muộn hơn hoặc là trường hợp mà những khối u nó ở cái vị trí trung tâm thì cái việc mà điều trị thì cần phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú hay người của ta còn gọi là phẫu thuật ba tây tuyến vú, vừa cắt bỏ tuyến vú vừa vết hạch theo các trạng hạch. Sau đó thì à, tùy theo à, cái nhu cầu của người bệnh cũng như là à, cái độ tuổi của người bệnh, mà các bác sĩ chúng ta có thể là cắt tuyến vú tiết kiệm da hoặc là có thể về sau này chúng ta đặt à, tái tạo, tái tạo cái tuyến vú bằng vặt cơ lưng hoặc là cơ thẳng bụng hoặc là chúng ta có thể đặt túi Đấy, để tái tạo lại cái tuyến vú mà chúng ta đã phẫu thuật cắt bỏ đi. Vậy thì đối với các cái phương pháp điều trị hiện nay như bác sĩ chia sẻ thì có cái phương pháp nào để lại những cái biến chứng nguy hiểm hay không mà chúng ta cần phải lưu ý ạ? À? Thực sự thì trong bất kể một cái phương pháp điều trị nào thì chúng ta cũng mắc phải một số biến chứng. Tuy nhiên thì tỷ lệ đối với từng bệnh ung thư thì cái tỷ lệ nó nhiều hay ít thì nó còn phụ thuộc rất nhiều cái giai đoạn bệnh. Đối những giai đoạn mà sớm hơn thì hầu như là cái tỷ lệ biến chứng sau can thiệp rất ít. Nhưng giai đoạn muộn thì chúng ta phải biết nói rằng là điều trị ung thư thì tất cả các bác sĩ đều mong muốn là điều trị phải triệt căn cho người bệnh vậy thì chúng ta phải phối hợp rất nhiều mô thức trong điều trị ung thư đặc biệt là những giai đoạn muộn khi khi mà phối hợp nhiều phương thức thì bệnh nhân chịu những cái tác động gây ra những nhiều nhiều cái biến chứng hơn và ảnh hưởng đến cái chất lượng xấu nhiều hơn vì vậy thì đối với những bệnh nhân à, giai đoạn muộn ngoài những cái kỹ thuật mà chúng ta ứng dụng trên thế giới thì phải căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh cũng như là cái điều kiện của người bệnh mà chúng ta uh, lựa chọn sao cho phù hợp giảm cái biến chứng cho người bệnh. Vậy thì nếu như mà xảy ra những cái biến chứng rồi thì chúng ta cần phải xử lý với những cái biến chứng trong cái quá trình điều trị ra sao thưa bác sĩ? Giả uh, dạ dụ như là uh, bệnh nhân ung thư vú mà giai đoạn muộn giống ừ. như là di căn hay là uh, giai đoạn uh, 4 uh, T4D chẳng hạn thì là một cái thể gọi là ung thư vú thể viêm gây ra loét rồi sùi toàn bộ ngực người bệnh. Ở những cái giai đoạn này thì chúng ta không thể phẫu thuật được ngay mà chúng ta phải cần sử dụng những cái liệu pháp bổ trợ, tân bổ trợ như là hóa trị trước đó. Vậy thì khi mà sử dụng hóa chất hay một cái bất kể một cái phương pháp toàn thân nào đó thì cũng gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn như là bệnh nhân rụng tóc, hay là bệnh nhân mệt mỏi, suy giảm chức năng gan thận hoặc là giảm các huyết động các yếu tố huyết động học. Đấy là một trong những cái biến chứng hay gặp phải. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể khắc phục nó bằng những cái phương pháp điều trị nội khoa, nâng cao thể trạng. Thì rất là nhiều chị em phụ nữ của chúng ta lo lắng về cái yếu tố thẩm mỹ khi mà phải điều trị ung thư vú. thì cái yếu tố thẩm mỹ như thế nào trong cái quá trình điều trị này thưa bác sĩ? Khi mà bị tổn thương tuyến vú, có rất nhiều người phụ nữ họ ngại, họ không đi khám, họ ảnh, họ lúc nào cũng hoang mang rằng là đi khám nhỡ phát hiện ra là bệnh ung thư thì đây là một trong những cái yếu tố tâm lý rất là lớn. Thực sự thì đến bây giờ thì có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta phối hợp tạo thành những cái vú tuyến vú mà còn đẹp hơn là cái tuyến vú ban đầu ừ. nên là người bệnh hoàn toàn yên tâm Rồi, bây giờ chúng ta thấy rằng những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình nó rất phát triển à, bên, bên cạnh cái vấn đề là à, tạo hình cái tuyến vú giống như là bác sĩ chia sẻ thì tôi thấy là có một cái vấn đề mà nhiều người cũng quan tâm hơn đó chính là họ có thể là phải cắt buồng trứng để tránh cái sự di căn nữa vậy thì cái câu chuyện này như thế nào bác sĩ ừ, họ có phải quá, quá lo lắng hay là có thêm những cái lưu ý gì hay không ạ thực chất thì à, chúng ta phải biết rằng là à, cái yếu tố nội tiết là ngoài ở vú thì còn liên quan buồng trứng. Vậy thì để chúng ta mong muốn rằng điều trị triệt căn mà không bị các yếu tố luôn kích thích cái tế bào tuyến vú phát triển ừ. thì chúng ta cần phải ức chế chức năng buồng trứng ở ừ. những bệnh nhân mà tiền mãn kinh tức là chưa mãn kinh. Trước kia thì là những cái thuốc mà để ức chế chức năng buồng trứng gì giờ còn rất ít. Chúng ta thường áp dụng cái phương pháp là cắt bỏ buồng trứng hoặc là gì xạ trị vào buồng trứng nhằm là làm teo cái buồng trứng đi, ừ. bất hoạt cái buồng trứng. À, tuy nhiên thì gần đây thì chúng ta À, có những thuốc ức chế chức năng buồng trứng rất tốt chúng ta hoàn toàn chúng ta sử dụng những thuốc thuốc ức chế và hoàn toàn bệnh nhân vẫn giữ vẫn vẫn giữ được cái buồng trứng à, có những bệnh nhân mà người ta có nhu cầu có con trở lại sau khi mà điều trị ổn định ung thư vú thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể giữ được buồng trứng à, vâng thưa bác sĩ về thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái chế độ dinh dưỡng cũng như là vận động của những người mắc ung thư vú thì chúng ta có những cái lưu ý gì đặc biệt hay không ạ đối với vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh ung thư vú cũng giống như những bệnh lý về ung thư khác thì chúng ta cần có một cái chế độ dinh dưỡng thật tốt cho người ừ. bệnh. Trước kia thì à, người bệnh nghe dân gian thì cứ nói rằng là à, chúng ta cần phải ăn kiêng, ừ. à, cần phải một cái chế độ ăn để làm sao bỏ đói khối u. À, đấy là một trong những cái tư duy hoàn toàn sai lầm. Giống như là những người mà lao à, động bình thường, hoạt động bình thường vẫn cần có một cái năng lượng thật tốt để có một cái cơ thể thật khỏe mạnh sản sinh ra cái yếu tố miễn dịch. Chính các yếu tố miễn dịch này lại là bất hoạt được những tế bào ung thư. Vậy thì đối với những người bệnh ung thư phú chúng ta cần khuyên bệnh nhân có một cái chế độ thật tốt đủ uh, năng lượng đủ uh, về các yếu tố vitamin thiết yếu đặc biệt là uh, rau củ quả mình có hay kinh khem những cái, những cái loại thực phẩm nào cụ thể hay không thưa bác sĩ ở trong ung thư nói chung ấy, thì uh, chúng ta uh, uh, vẫn thường khuyên bệnh nhân là không lạm dụng uh, những cái thực phẩm mà có ảnh hưởng đến sức khỏe như là rượu bia hoặc là những thực phẩm lên men như dưa chua hoặc là những thực phẩm mà bị mốc đặc biệt là lấm mốc một trong những cái cái yếu tố mà có thể nguy cơ gây ung thư người ta thường nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh vậy thì làm sao là chúng ta có thể là hạn chế tối đa cái nguy cơ bị mắc ung thư vú đây ạ à? à, chúng ta phải khuyên người bệnh hoặc là người dân nên lựa chọn những thực phẩm rõ nguồn gốc thực phẩm rõ nguồn gốc là một trong những cái vấn đề rất quan trọng hiện nay trên thị trường thì à, chúng ta thực sự là chúng ta rất khó để phân định đâu là thực phẩm có rõ nguồn gốc hay không rõ nguồn gốc. Ừ. Vậy thì à, chúng ta lựa chọn mua thực phẩm thì phải lựa chọn mua thực phẩm tươi, đặc biệt là tươi và à, chúng ta nhìn nó không bị mốc, không bị héo, không bị để quá lâu. À thưa bác sĩ bên cạnh những cái phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ tại trường quay thì ở mỗi chương trình đó, chúng tôi cũng có những cái câu hỏi của các khán giả. À, chúng tôi đã chọn ra những cái câu hỏi tiêu biểu để chúng ta cùng trả lời ạ. À. Khán giả có địa chỉ email thu trang nguyễn12a.gmail.com gửi câu hỏi như sau. Ung thư vú có thể tái phát không thưa bác sĩ? Tính chất của ung thư vú là à, tái phát, xâm lấn và di can. Ba à, cái tính chất này là điển hình trong bệnh lý ung thư. Vậy thì ung thư vú hoặc bất kể ung thư nào đó có thể tái phát. Nếu như à, cái việc phát hiện không sớm hoặc là chúng ta can thiệp không kịp thời hoặc là chúng ta mổ không chết can. Khán giả có địa chỉ Facebook Minh Anh Lê hỏi chị gái tôi đang điều trị ung thư vú và phải truyền hóa chất gần đây chị tôi bị mất kinh nguyệt bác sĩ cho tôi hỏi đó có phải là do ảnh hưởng của truyền hóa chất không ạ à? à, mục tiêu đặt ra trong điều trị ung thư vú là chúng ta bất hoạt bế kinh tức là bất hoạt buồng trứng chức năng buồng trứng vậy việc mà điều trị hóa trị thì hóa chất có tác động ức chế chức năng buồng trứng vậy thì sau này khi mà kết thúc các điều trình hóa hóa trị thì chúng ta vẫn phải sử dụng những thuốc mà để ức chế chức năng buồng trứng để À, làm sao cho người bệnh không có cái tình trạng kinh nguyệt xảy ra thì đấy là một trong những cái tiêu chí để điều trị cho bệnh nhân này. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ đối với những cái câu hỏi đã gửi về theo địa chỉ email của chúng tôi. Hy vọng là thông qua những phút phát sóng vừa rồi, thì các khán giả của chúng ta, đặc biệt là những chị em phụ nữ sẽ có thêm những cái kiến thức chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là liên quan đến căn bệnh ung thư vú ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng đã đến đây với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.